Bằng cách nào chỉ với PowerPoint, chúng ta có thể thiết kế được hiệu ứng chữ 3D cùng phong cách cyberpunk đầy ảo diệu trong MV mới nhất của Binz? Thì video này của Nice Life sẽ bật mí đầy đủ chi tiết cho mọi người. Và như thường lệ, đây là intro do chính mình sáng tạo với 1736 animation chỉ trên một slide PowerPoint duy nhất. Đầu tiên, mình sẽ sử dụng tính năng Nice Convert trong bộ công cụ Nice Life để biến chữ thành hình khối, qua đó dễ dàng sáng tạo hiệu ứng 3D hơn so với chữ thông thường. Và một ưu điểm vượt trội khi chữ đã biến thành hình khối, đó là chúng ta có thể mở Edit Point để kéo dài bẻ cong nét chữ tùy ý, qua đó dễ dàng sáng tạo typography. Chi tiết mọi người có thể tham khảo tại niceslide.vn/editpoint. Bây giờ mình sẽ chọn khối hình, vào effect mở 3D rotation, dùng góc xoay đầu tiên trong mục perspective. Tiếp tục mình lại vào effect mở bevel, rồi chọn option để điều chỉnh chất liệu 3D nâng cao. Trong bảng bên phải mở ra, ở mục depth là độ sâu của bóng, mình sẽ để màu hồng chủ đạo của Binz. Sau đó chỉnh độ sâu là 150 đơn vị để bóng kéo dài vào bên trong. Ở phần contour mình cũng chọn màu hồng và chỉnh độ dày là 2 đơn vị để tạo viền cho chữ. Trong mục lighting mình sẽ chỉnh góc của ánh sáng là 40 độ để màu của bóng tối dần từ trái qua phải. Và đây chính là thành quả của chúng ta chỉ sau một vài bước cực kỳ đơn giản. Và làm cách nào chúng ta có thể lồng được chất liệu bóng bay vào bề mặt của chữ thì mình đã hướng dẫn chi tiết tại niceslide.vn/bóng bay qua video tái tạo cảnh chữ 3D trong MV của Sơn Tùng. Và chắc hẳn khi thưởng thức intro tuyệt đỉnh này của Niceslide, chúng ta đều bị mê hoặc bởi chuyển động đậm chất công nghệ và hiệu ứng đường nét vẽ tay cực kỳ mượt mà này. Tất cả đều đã được Niceslide bật mí chi tiết cách làm tại niceslide.vn/text và niceslide.vn/draw. Đặc biệt hơn nữa, mọi người có thể nâng cao thêm kỹ năng tạo chất liệu 3D phức tạp cho chữ qua video hướng dẫn tại niceslide.vn/bố già. Đến với khóa học PowerPoint của Niceslide, chúng ta sẽ được cung cấp đầy đủ tư duy, kỹ năng cùng bộ công cụ để biến những ý tưởng thiết kế tưởng chừng như không thể thành hoàn toàn có thể bằng PowerPoint. Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online tại niceslide.com để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ ưu việt của Niceslide, qua đó nâng tầm tư duy thẩm mỹ và chuyên nghiệp hóa kỹ năng thiết kế slide cùng các ấn phẩm sáng tạo bằng sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.